chào các bạn, hôm nay thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng sẽ cấy chỉ cho bệnh nhân Kiều Thị Xuyến mắc hội chứng thắt lưng hông. Bệnh rễ thần kinh thắt lưng cùng hay còn gọi là hội chứng thắt lưng hông là một bệnh lý liên quan đến các dây thần kinh tủy sống và rễ thần kinh ở thắt lưng và ở đoạn cuối tủy sống, tủy cùng. Các triệu chứng của hội chứng thắt lưng hông bao gồm đau và tê ở cánh tay, chân và yếu cơ. Triệu chứng phổ biến nhất là đau thần kinh tọa, là cơn đau chạy dọc theo dây thần kinh tọa. Đây là dây thần kinh dài nhất của cơ thể, chạy từ mông xuống dưới chân, phía sau đùi và cẳng chân. Đau thần kinh tọa là một triệu chứng của một số bệnh như thoát vị đĩa đệm. Các triệu chứng khác là tê, nhói và mất kiểm soát sự tiểu tiện và đại tiện. Nguyên nhân gây ra hội chứng thắt lưng hông là do áp lực từ thoát vị, sự gãy hoặc trượt đĩa đệm dẫn đến tình trạng kích ứng và viêm nhiễm, sưng các rễ thần kinh. Nguyên nhân khác là do đĩa đệm bị thoái hóa. Đĩa đệm là những miếng sụn nằm trên giữa xương, đốt sống trong cột sống. Những đệm này đóng vai trò giảm sốc khi đốt sống di chuyển. Theo thời gian, bao sơ ngoài đĩa có thể rách. Một chất dịch giống như thạch từ trung tâm đĩa có thể chảy ra ngoài, tạo áp lực lên rễ thần kinh và gây ra các triệu chứng. Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân khác như hẹp đốt sống, u, nhiễm trùng và chấn thương. Bệnh ảnh hưởng từ 3% đến 5% dân số, tỷ lệ mắc bệnh như nhau ở nam và nữ giới. Nam giới ở độ tuổi 40 và nữ giới từ 50 đến 60 tuổi thường mắc bệnh này hơn. Bạn có thể hạn chế khả năng mắc bệnh bằng cách giảm thiểu các yếu tố nguy cơ. Những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc hội chứng thắt lưng hông. 1. Độ tuổi, người cao tuổi càng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. 2. Vận động mạnh. 3. Mắc các bệnh lý khác liên quan đến cột sống, đau lưng. Không có các yếu tố nguy cơ bệnh không có nghĩa là bạn không thể mắc bệnh. Những dấu hiệu trên chỉ mang tính tham khảo. Bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa để biết thêm chi tiết. Quý vị thân mến, có rất nhiều phương pháp có thể điều trị các căn bệnh trên, trong đó phương pháp cấy chỉ cắt gút được đánh giá là một trong những phương pháp hàng đầu bởi tính ứng dụng cao, hiệu quả điều trị lâu dài, ít gây ra biến chứng đối với người bệnh. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.